đây rồi. Ui, ui, con này bự, con này bự, con này bự. Ui, rít, rít. Á, chà. Con này to này, to lắm anh em ơi. Ui, ui. Ui, ui, anh em nhìn thấy dù rít đấy. Ui, rồi. Con này to luôn. Wow. Có bò lên không đây? Hàng cũ thôi. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, 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 em ơi, con chê to chưa? Hello, xin chào 500 em, quay trở lại với Phương Thảo Phí Sinh. Ôi, hôm nay là quay trở lại với bộ môn đánh lục đầu cần. Nhiều em hỏi tại sao bác thích đánh lục thế, thật ra là đánh lục nó sướng hơn các bộ môn khác rất là nhiều. Và đánh lục anh em lần đầu tiên đánh sẽ bị nghiện, em khẳng định một câu là sẽ bị nghiện. Bởi cái cảm giác lục nó mang lại nó không giống như những bộ môn cô đơn, cô đài đâu. Cô đơn, cô đài khi cá nó kéo rồi anh em chắc chắn là ăn rồi. Nhưng mà khi anh em đánh lục ấy, là lúc nào anh em cũng phải tập trung cao độ. Cá nó đè phát là mình phải giật ngay. Không có trường hợp mình lơ là đâu. Đó, mà khi cá nó vào nó chỉ cần có cái tăm bắt đầu là tay chân lúc đấy là run rẩy, tim đập thình thịch rồi. Còn mà bất chợt nó đè phát thì ủi thụt phệt hôi rồi luôn. Lục đánh sướng nhất thì anh em đánh bằng cây từ 8H đến 10H. Sướng nhất sẽ phải là cây 10H. Vậy phát lưỡi bắn thì ngay mà 10H đánh được bầu 20, 8H chỉ đánh được cái loại bầu 15 đổ lại thôi. Này em chế ngọn pho đơn anh em ạ. Ngọn pho đơn đánh bầu 20 này. Ai à. Anh em xem khô kéo thì cũng chế đủ loại thứ đồ này. Anh em mua cái phao này về mà chân nó hơi lỏng thì các bác cứ nhỏ tí. Đây con này, ai à, cháu ạ. Chân mà nó hơi lỏng ấy, anh em đánh nhiều và cắm nhiều nó bị rỗng lỗ đấy. Đây thì các bác xoay một vòng keo voi đây kìa, nhỏ một vòng cuốn ấy. Đấy kiểu như cái quả này anh em cắm nhiều nó bị rỗng lỗ đó. Thêm tí keo chắc lắm nên khoai mới đổi một tí, đánh một năm này nó mới bị rỗng kiểu này. Ức chắc lắm, mất ra. Đó. Cảm giác đánh lục thì nó phê lắm anh em ạ. Ok. Nữa đâu nhỉ? Giờ này mà quên nữa ở nhà thì hỏng luôn đấy. Giờ này chạy tới sông rồi mà quên nữa ở nhà thì hỏng. Sông này cách nhà em khoảng 40 cây anh em, đây gọi là sông Rực nhé. Sông Rực. Cách 40 cây này nó không phải là gần. Bây giờ mà có quên nữa ở nhà thôi cũng sẽ là bỏ đánh đài. Nơi đài những ngày cũng có. Đây. Đơn đài, anh em mua bộ 10H thì sẽ tặng cho mấy gói này về câu nhé. Trời này được cái là nó cũng rất là râm mát. Rồi, này sẽ đánh vào loại tứ AK này anh em ơi. Thường em sẽ đánh tướng 10 hoặc là tướng 12. Nói trung bình thường em sẽ đánh hay đánh tướng 12 nhất. 12 cá bé cũng chết đấy mà. Sông nước mình mông này phải đánh ổ mới lên hàng anh em ạ. Không đánh ổ là khó đấy. Đánh ổ mới lên được hàng. Đấy. Đây, hôm nay lương thực thực phẩm của em có mỗi bao gói mì tôm với lại hai chai nước khoáng anh em ạ. Một chai đang uống dở ở kia rồi. Mùi thì cũng toàn là mùi ủ chua anh em nhé. Sau này là không mua được cắm viên. Thành ra là đánh cứ toàn ủ chua không. Nên phối thêm ít chuối vào nữa là ok. Mùi này sẽ một ít sầu đi. Nói chung là anh em đánh lục thì cứ phải sầu thì cá nó nhanh vào. Còn mình đánh bó mồi thì cá cũng vào mà nó lâu, phải mất thời gian. Sông nước ở đây sóng gió quá. Làm vài cục mồi xuống thầu anh em nhé. Vào đi. Làm đôi cục vào sầu các bác ạ. Đấy. Ok.
một phát ăn ngay, một phát ăn ngay. Úi giời, đóng rồi anh em ơi, hàng rồi. Con này to, chép chép chép. Úi giời, rít chép rồi. Mẹ chạy đâu ấy, đồng em chép đầu tiên anh em này, về chưa? Đẹp đẹp luôn, tươi 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 tươi. Vào wow, ấy quấn luôn. Con này chưa chưa tao vợt, để em vào một kìm nhấc lên anh em nhé. Chép chép chép, rù lên nhấc lên, chưa kịp ra vợt anh em ạ. Này dây rù thì cứ kéo thẳng lên luôn. Ok, em hàng đầu tiên. Ôi, anh em nhìn chép thiên nhiên nó rất là nhỏ người luôn, nhỏ nhưng mà rất là đẹp. Ha được em xịn đầu tiên đây các bác nhá. Ui, này nó mới là phê pha ấy. Lên con đầu tiên phê pha quá, tuyệt vời. Cái mồi chua này đánh chắc là siêu nhạy. Xuống, tuyệt vời. Mồi chua đánh chép mà siêu nhạy anh em ạ. Phải nói cái dây dù này đánh rất là sướng. Em đánh kiểu dù lõi, dù lõi này, mẹ dù chìm không thể vít sướng bằng loại dù này anh em ạ. Dù này kéo cái nó thít ngay. Đây, em cho anh em xem đây, đây dù này, dù chìm này này. Nhưng mà đánh không thể sướng bằng cái loại dù Nhật hàng loại 1 này đâu các bạn ạ. Đánh dù này sướng hơn nhiều, cho bác xem sợi nhé. Cho bác xem sợi này, mặc dù dù chìm này thì là nó dù chuyên lục rồi, nhưng đánh khớp này sướng bằng cái loại dù này được. Dù này kéo cảm giác nó rít này, nghe tiếng rít luôn. Đây còn mồi thì em bó một cùng mồi thật là to, nhưng mà khi mồi này xuống nước nó tan, nó nằm quanh đáy luôn, nó không nằm ở trên lưỡi này đâu anh em ạ. Đấy, anh em đánh cứ mồi bờ đánh nhá, đừng nên đánh mồi bó chặt, đừng đánh vào so lắm gì. Cứ mồi nào chơi, phê lắm. Phê lắm anh em ạ. Đấy, đầm mầm, đầm mầm anh em ơi. Đầm mầm kìa. Đấy, có nhìn chưa? Giật nục này, mầm bóng này chỉ chết. Đấy, đấy rồi. Đây rồi, đây rồi anh em ơi. Ôi, hàng rồi. Đây rồi, đây rồi anh em ơi. Ôi, hàng rồi, hàng rồi. Ôi, anh em ơi, đóng hàng. Ôi, ôi, ôi. Ui, con này to chưa anh em ơi? Ui, cá chép to chưa? Cá chép to chưa anh em ơi? Ôi, phê chưa? Ui, rồi con này nó đóng quả dã man. Trời ơi. À, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Ôi. Ui, con này tuyệt vời chứ anh em ơi, to chưa, to chưa. Này là vợt các bác nhá. Đấy, rồi, ôi. Chép, chép, chép rồi, chép cụ rồi. Wow, vào. Cứ hết sức bình tĩnh. Con này bự luôn, 10H bóng phê thật. Lên, lên, lên. Ủa, lên lên anh em ơi. Ôi. Ôi 10H đóng chép phê chưa anh em ơi. Chép, chép cụ luôn. Ôi trời ơi, chép chép xịn anh em này. Kinh, con này to, con này to. Con này nó vít cần 10H nó sướng thật. Vào 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 vào. Đấy anh em nhìn nhá. Ôi dẫy. Dẫy. Đúng. Đúng chất chép thiên nhiên anh em nhìn nhá, phê chưa?
dậy đi dậy lại. Đúng chật chẹt thiên nhiên. Úi giời. Ôi á chà, ôi phải thế, tay cứ run này anh em. Ui. Thôi thôi, để lên anh cho mày vào chuồng. Wow. Đấy, phải nói bộ môn mồi của chua này đánh chép nó cực kỳ nhạy anh em ạ. Để cho thêm tí bột mì để cho mồi nó dẻo thì anh em đánh bóm mồi nó sẽ được bền mồi hơn. Đánh cực kỳ phê luôn. Toàn chép xịn này. Mồi này cực kỳ dẻo anh em nhé. Bóp vào nữa thì cứ quên đi. Như là một cục như này thả xuống thì ngâm thoải mái luôn. Đông một con chép to phê pháo quá anh em ơi. Đấy đánh ổ này cá nó vào nhanh lắm. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Ui anh em ơi. Hào rồi, hào rồi, hào rồi. Con này to. Ui chép 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 chép. Ui lên chép không chép ơi. Ui chép 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 rồi anh em này. Đẹp chưa, đẹp chưa? Con này bự, con này bự. Wow. Hàng xịn anh em nhá. Ui giời, đánh ổ chua nó phải thế này chứ. Phê này, lấy vợt thôi ba ơi. Chua nó phải thế này các bác ạ. Vợt nhá. Hai trường cái vợt mới. Vào đây. Tuyệt vời. Hàng xịn luôn. Cá đẹp chưa các bác ơi. Đúng là chép. Chép xịn luôn. Hàng đẹp anh em nhé, cho rất là rõ. Đúng là mồi ủ chua có thêm cái tí chuối để cái này đánh chép nó siêu xịn anh em. Tuyệt vời mà dài. Anh em nhìn này, cứ làm một cái cục to to này để tuyệt vời. Các bác đừng chơi nhỏ làm gì, cứ chơi cục to này không cần hồ so nhá. Đó. Trong lúc chờ đợi hào lên này làm món mì tôm anh em nhé. Sáng thì vội cũng chưa ăn sáng, rửa tay đã. Bóc gói mì tôm ăn anh em nhé. Em ăn sống chỉ thích ăn hào hào thôi. Từ trước nay toàn ăn hào hào thôi. Ngon lắm anh em ạ. Thank you.
đây rồi. Ui ui, con này bự, con này bự, con này bự. Ui rít rít. Á chà, con này to, này to lắm anh em ơi. Ui ôi, ui ui, anh em nhìn thấy dây dù chứ. Ui rồi, con này to luôn. Wow, có bò lên không đây? Hàng cũ thôi. Ui ui, ui ui, ui ui em ơi. Ui ui ui, em ơi, có chê, có chê to chưa? Ui, đóng một con chê to chưa anh em ơi? Ui, con này đã man chưa? Ui, đóng thảo mồm anh em ơi. Ui, ui, con này phê anh em ơi. Con này không thể để mất được bác ơi. Ui, con chê to chưa? Sợ chưa? Trên lai, trên lai. Ui, ui, con này quá đẳng cấp luôn. Thì con này nó viết dây thờ đã man quá anh em ạ. Trên lai, trên lai. Vật cùng vật để vật anh em nhé. Cái này vật. Trời đẹp quá. Ui, trời to quá anh em ạ. Ui, trời to quá. Ôi giời. Mất toi quá rồi. Ôi giời, mất toi phía quá anh em ơi. Vật nó đóng ngay cái lưỡi vào cái vật nó qua cái chặt thì đó. Vật hơi bé của con cá to quá. Vật hơi bé anh em ạ, bút không vừa cái người đó luôn. Chưa tốt thế. Sợ thật. Bút không vừa cái người nó nên nó mắc vào cái vật nó đánh thân vào cái mồm này rồi. Kể mang cái vật lưới to to ở trước của em đẹp cái vật đấy, quên mất thì mất, mua vật hơi bá. Ui, phải nói khiếp con tầm anh em. Ui, ngoài sông này cá đa dạng thật, còn chê to dã man luôn. Tiếc quá quả cái vật này nó không vừa người nó anh em ạ. Là anh em này, vật này vật 40 cm đấy mà em đút cái đầu của nó không vào lọt cái này, nó mắc nó đánh nó toạc mất. Kể ra này vào cái vật lưới to pha kia đẹp quá. Này, vật này nó đút không bừa người, sợ còn chế nó phải gần 4 cân này anh em. Đã mặc.